Kính chào anh em. Em test với anh em mới một cái bộ dàn của hãng Panasonic. Con này thì nếu mà nói về chất âm của nó thì cực kỳ là hay trong phân khúc giá rẻ. Cái điều thứ hai nữa là con này chuyên về nhạc vàng, nhạc trữ tình. Thế còn bác nào mà thích nhạc remix thì bỏ qua luôn clip này giúp em. Nhưng mà riêng nhạc vàng, nhạc trữ tình thì con này nghe tê tái luôn các bác nhá. Trong tầm giá thì phải nói là nó vượt tầm giá luôn đấy. Về chất âm các bác nhá. Đây, bây giờ thì em mời các bác tiếp tục nghe hết cái đoạn nhạc này, sau đó em sẽ test các chức năng của dàn. Đã yêu linh trẻ, ngày về ai tiếng từ bàn tay tiên nắn nót từng nếp gửi cho anh, để anh qua chiếc điện thoại iPhone 6 và em kết nối Bluetooth không dây các bác nhé. Chi tiết cách sử dụng kết nối Bluetooth thì các bác xem kỹ video giúp em sẽ nói ở phần giữa video. Bây giờ thì em sẽ test đĩa CD của cái bộ dàn các bác nhé. Rồi anh em chờ em một chút xíu. Rồi đĩa CD đang loát các bác nhé. Bộ dàn này nếu mà nghe nhạc trữ tình thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Đây CD chưa rồi. Rồi ok. Em sẽ test chức năng chơi thẻ nhớ của bộ dàn. Con này nó chơi thẻ nhớ SD và khay thẻ nhớ thì nó được nằm ở phía trên nóc của bộ dàn. Rồi em sẽ chơi thẻ SD các bác nhé. Đấy, thẻ nhớ chơi rồi đấy các bác nhé. Thì chuyển bài 2 thế nào. Rồi. Ok các bác nhé. Đấy, thẻ nhớ thì sẽ ở trên nóc của dàn. Tí nữa em sẽ quay cái chỗ vị trí thẻ nhớ để chỉ cho các bác. Bây giờ chuyển về chế độ AUX, anh em ấn cho em cái nút ở cái góc bên phải trên đúng volume này này. Chuyển về chế độ nó ghi là AUX. Nói chung con này nghe nhạc vàng thì phải nó thực sự là tê tái luôn. Cực kỳ hay luôn, nó nhẹ đánh giá rất là hay luôn. Rồi bây giờ thì Trung Kiên Audio sẽ quay hình thức của bộ dàn để cho anh em mình cùng chiêm ngưỡng qua. Bộ này bãi về hình thức của nó còn phải nói là tương đối là đẹp. Loa vân gỗ vàng. Gân zin, dòng này không bị mục gân, rất là vui. Không bị mục gân luôn các bác nhá. Thường thì Panasonic về nên mục gân, riêng con này không mục gân. Đặc biệt con này tiếng check rất là sáng luôn các bác nhá. Rất đáng chơi nếu anh em thích nghe nhạc vàng. Thùng vách loa này tương đối là vuông vắn. Dây loa các bác cắm vào đây nhá, có jack loa đây này, có jack loa của nó rồi đấy, phải cắm vào là xong. Đấy.
Phải nói bộ này chưa được vàng thì quá hay luôn các em. Trong cái tầm giá rẻ thì quá hơn triệu thì rất nên chơi. Và dàn có chỉnh bát check cũng như là sub bát tại khiển. Nếu như các bác đầu tư thêm cho em chiếc điều khiển như này, chi giá chiếc điều khiển này là 150.000. Và em không bán kèm dàn. Anh em có điều kiện anh em đầu tư thêm, anh em không có điều kiện anh em không mua cũng không sao, vẫn hay bình thường. Nhưng mà có điều khiển thì sẽ tùy biến được tốt hơn các nhé, tăng bát tăng check theo ý mình. Đây em quay luôn hai cạnh ở bên chỗ này em chưa quay được nhé. Đầu tiên nó quay cái căng nhá, để cái căng nó tuyệt vời luôn rồi, màu trắng nhá các bác nhá. Cái căng vải màu trắng và rất là đẹp. Để lên cái căng luôn chạy ngắm qua luôn. Bộ này thì nghe hay và bày rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, lắp cái căng lên các bác nhá. Có thể nhìn thấy một chút xíu cái loài bên trong vì dạng cái căng này là căng lưới. Vải rất là sạch sẽ các bác nhá, trắng tinh luôn. Đấy. Đây các cạnh lại của loa này các bác nhá. Đây. Đấy. Đây, cạnh đầu máy đây. Nói chung về cơ bản bộ này là đẹp. Trời xước thì nói chung là hàng bãi thì con nào cũng có thôi. Tuy nhiên thì nó không quá nhiều. Chưa bảo không có một tí trời xước nào thì cũng không phải. Đấy. Nói chung bộ này tương đối là đẹp các bác nhá. Đấy. Bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác cái cách chỉnh bát chép trên bộ dàn. Anh em nhìn kỹ em làm nhá. Ở các nút quan trọng thì em đã đánh dấu khoanh tròn đấy rồi. Đấy thì em đầu tiên thì trước khi dùng lệnh các bạn ấn nút này để nhận lệnh nhá. Hai bên này là volume này, đây volume tăng giảm đấy nhá. Nút trên là nút khóa tiếng, có biểu tượng cái khóa tiếng này, tắt tiếng này. Đấy, và quan trọng nhất là nút này là vào bảng lệnh. Đấy, và nút này là lên xuống giá trị. Sang phái trang phải đây em làm luôn mẫu, đây là vào bảng lệnh nhá. Thì nó sẽ ra ba cái lệnh chính. Đấy, cái hàng đầu tiên này, cái hàng thứ hai, cái hàng thứ ba. Đây cái hàng thứ ba này chính là cái hàng super bát này. Thì anh em ok cái này. Thì dòng dưới là super bát, dòng trên là chế độ bát thường. Thì anh em cứ để super bát cũng được thì nó sẽ hay. Đấy có biểu tượng cái loa nó cong cong như này. Còn nếu mà chỉnh bát thường thì nó sẽ là đây, chỉ là một cái đường thẳng thôi. Đấy đúng không ạ? Thì anh em nên chỉnh cái chế độ bật super bát lên. Đấy, thì nó sẽ hay hơn nhá. Rồi quay trở về cái menu chính ở đây. Các bạn ấn nút này nhá. Vẫn trở về cái menu chính này. Đấy thì anh em chú ý cho em nhé. Cái hàng đầu, cái dòng đầu tiên này, đây cái hàng đầu tiên này nhỉ. Thì anh em ấn ok vào nhé. Ấn ok vào ấy thì nó sẽ có các cái dòng. Các cái dòng này đều chỉnh equalizer. Đấy, các vị trí đều to tiếng các bác nhìn nhé. Nghe nhé. Đấy, anh em thấy có sự thay đổi không ạ? Thì trong số các cái dòng này ấy, thì có một dòng mà nó chữ dài nhất. Đây. Trong số em loát lại nhá. Chữ ngắn này, ba chữ này, bốn chữ này. Đây là 1 2 3 4 5 chữ này. Dòng dưới cùng thì bốn chữ đây, chính là cái dòng có 5 chữ này này. Thì nó là cái dòng để chỉnh bát check. Thì anh em ấn ok cho em. Đấy, giá trị bên phải là check, giá trị bên trái là bát. Đây, bên phải là bát này. Tăng bát này. Nhưng với dàn này anh em hạ bát để về không cho em. Còn về check đây anh em sang trái sang phải nhá. Sang check anh em tăng max cho em là 4 nha. Đấy, sau đó ấn ok, đó nhận. Và ấn nút này để thoát ra. Đấy. Thì con này đánh cực kỳ hay luôn. Riêng con này tăng check cao đánh vô đối luôn các bác nhá. Leng keng luôn các bác nhá. Đấy, anh em nào yêu thích nhạc vàng mà chơi con này thì em khẳng định là không phải hối tiếc. Em khẳng định là không phải hối tiếc nhá. Tiếng cao sáng cực kỳ luôn. Bộ này thì Trung Kiên Audio giao lưu giá 1.300.000 đồng. Giá em báo em miễn phí giao hàng toàn quốc cho các bác đặt hàng theo hình thức chuyển khoản đủ. Còn anh đặt hàng theo hình thức chuyển khoản cọc, anh em cọc trước 300. Các đơn chuyển cọc thì em không bao phí ship. Và giá em báo thì chưa bao gồm phụ kiện. Đấy, các bác mua thêm phụ kiện nào các bác báo em. Ví dụ anh em mua thêm chuyển nguồn, anh em thêm 140.000. Anh em mua thêm một cái jack đây, jack chơi điện thoại như này, anh em thêm 40.000. Nếu như anh em thích Bluetooth, lại tiếp tục mua thêm cho em một cục này cộng với cái này, hai cái này là 100.000 nữa. Đấy, thì là sẽ chơi được Bluetooth cho các bác nhé. Còn không các bác cắm cái jack này vào chơi điện thoại hoặc cắm vào máy tính vẫn ok, không vấn đề gì cả. Anh em thích chỉnh bát check, anh mua thêm điều khiển 150.000. Và bác nào điệu đà hơn mà thích chơi đèn nháy, cái đèn này là cảm biến theo nhạc. Đây. Người yêu tôi hay. Đấy, có nhạc là nó sẽ nhảy không nhá. Đèn này là 100.000 kèm sạc. Đấy là các phụ kiện chính. Còn bác nào thích điệu đà hơn một chút xíu nữa, mua những bộ chân cây này về cây loa cây ly 3.000 đồng một chiếc thôi. Đấy, đấy là em báo giá cụ thể rồi. Các bác chốt phụ kiện gì thì báo em, hoặc lấy máy không cũng báo em. Máy không là 1.300.000 đồng thôi.
Đấy, em xin cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video của Trung Kiên Audio. Em xin phép kết thúc video tại đây. Xin tạm biệt các bác. Zalo của Trung Kiên Audio là số 0975 575 262. Đây ạ. 0975 575 262. Rồi, em xin cảm ơn tất cả các bác và anh em.